khi mình ghét một người đó, mình có cái tâm sân với họ. Khi mà mình chưa giải quyết được tâm sân thì mình không được nói lỗi người ta, mình không được đánh giá người ta. Bởi vì khi mình nói lỗi, khi mình đánh giá đó, mình sẽ bị tâm sân chi phối. Mà khi mình bị tâm sân chi phối đó thì nó mất đi cái sự công bằng, cái sự khách quan, cho nên nó sẽ tạo ra nghiệp. Cái thứ hai là mình tấn công, mình công kích người khác bởi vì mình thương người ta. Ví dụ như mình thương một cô đó đi, rồi khi mà mình nghe ai đó chỉ trích cổ, ai đó tấn công cổ, ai đó mà nói cổ sai á, là mình bắt đầu là mình sừng sộ lên, mình quay qua mình tấn công họ. Bởi vì anh là ai, cô là ai, chị là ai mà dám tấn công cái người mà tôi thương, cái người mà tôi thích, cái người mà tôi tin tưởng, cái người mà tôi hâm mộ. Ừ, anh là ai? Thì cái đó là mình tấn công người khác do cái sự thương thích. Thì khi mình tấn công như vậy đó là mình đã đánh mất đi cái sự công bằng, đánh mất đi cái sự công tâm, đánh mất đi cái sự khách quan, và như vậy là mình tạo nghiệp. Cái thứ ba là tránh cái sự công kích khi mình không có hiểu gì cả, mình không có nắm thông tin, mình không tìm hiểu tới tới đầu tới đũa, mà mình chỉ nghe người ta khen, người ta chê, người ta công kích là mình cứ nhào theo, tức là mình hùa theo số đông. Số đông họ công kích, họ chửi là mình hùa theo mình chửi nha. Còn cái chuyện đúng sai là mình không có trách nhiệm thì cái đó không được. Cái đó là do mình đã bị ảnh hưởng do cái sự thiếu hiểu biết, và nó vẫn tạo nghiệp như thường nha. Nó vẫn tạo nghiệp như thường. Và như sư nói rồi, đừng bị dẫn dắt, đừng bị dắt mũi bởi cái gọi là cư dân mạng nha. Bởi vì cái gọi là cư dân mạng đó, cái con số đó họ muốn ảo ra bao nhiêu số thì họ ảo thôi. Còn một cái nữa có nghĩa là gì? Tức là mình công kích người ta đó là do mình sợ. Nghe nó lạ không? Tức là cái khuynh hướng số đông ha, nó đang khen người ta hoặc nó đang chê người ta, mà nếu như mà mình không có hùa theo á, mình không có hùa theo để mà mình công kích đó, nha, là mình sẽ bị thiệt hại, mình sẽ bị thiệt hại. Mà bây giờ người ta gọi là cái gì ta, đu trend hả, đu trend đó, thì có nghĩa là mình đang thực hiện cái hành động đó vì mình sợ đấy. Cho nên cẩn trọng nha, cẩn trọng khi mà mình đánh giá người khác.